Chiến sự rực lửa, phe ly khai tuyên bố Nga bao vây nhóm tác chiến Ukraine ở Bakhmut. Telegraph chỉ ra Nga cân não giữa màn giằng co với Ukraine và đấu đá nội bộ ở Bakhmut. Nga dùng đạn pháo bách phát bách trúng xé toạc khí tài Ukraine ở Kupiansk. Chiến trường lầy lội đang gây rắc rối cho Nga, Ukraine ra sao? Đáng chú ý, Politico đưa tin Mỹ đối mặt với bài toán lòng tin khi nhóm họp với 50 nước về hỗ trợ cho Ukraine. Một số tin tức đáng chú ý khác, Hàn Quốc, Trung Quốc gay gắt sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol bình luận về đảo Đài Loan. Triều Tiên khẳng định vị thế cường quốc hạt nhân là vĩnh viễn, không thể đảo ngược. Tổng thống Biden sắp gặp người đồng cấp Philippines sẽ thảo luận về vấn đề gì? Ở cuối bản tin, rực rỡ cảnh sắc muôn hoa đua nở ở California, Mỹ. Tất cả sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Quốc tế. Mở đầu là tin tức liên quan đến mặt trận đẫm máu Bakhmut. Cố vấn Jan Karkin của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin hôm 21 tháng 4 cho biết là các lực lượng Nga đã bao vây nhóm tác chiến của Ukraine ở tử địa này. Cố vấn Karkin cho biết các chiến đấu cơ của nhóm lính đánh thuê Wagner đã tiến đến đường cao tốc Chashovya thuộc vùng Bakhmut, tiếp tục bao vây hiệu quả khu vực này. Đây vốn là tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine, do đó nỗ lực tiếp tế cho lực lượng đồn trú của Kiev sẽ gặp nhiều khó khăn. Trước đó vào ngày 18 tháng 4, ông Karkin nói với TASS rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát gần 90% Bakhmut. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov hôm 19 tháng 4 nói rằng các nỗ lực phản công của Ukraine ở Bakhmut và một số khu dân cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã bị ngăn chặn. Bakhmut nằm ở khu vực do Ukraine kiểm soát. Moscow và Kiev đang ra sức giành ưu thế ở chiến địa khốc liệt này. Hôm 21 tháng 4, Telegraph đăng bài bình luận cho rằng có hai trận chiến đang diễn ra mặt trận Bakhmut. Một là cuộc giao tranh không khoan nhượng giữa Nga và Ukraine, biến trận địa miền đông thành đống đổ nát và khiến cho hàng trăm binh sĩ thiệt mạng mỗi ngày. Cuộc chiến thứ hai là màn đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ Nga. Bakhmut là một thành phố khá nhỏ, không phải là nơi đặt những cơ quan quan trọng của Ukraine, cũng không phải là địa điểm có vị trí chiến lược. Theo Telegraph, nhìn chung Bakhmut chỉ có giá trị biểu tượng đối với người Nga, đặc biệt là nhóm lính đánh thuê Wagner. Trang tin của anh chỉ ra, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo Wagner muốn xem chiến thắng ở Bakhmut như một món quà cho Tổng thống Vladimir Putin để nâng cao uy tín chính trị của ông ấy. Tuy nhiên, nỗ lực trên lại đặt Wagner vào thế cạnh tranh trực tiếp với lực lượng vũ trang truyền thống của Nga, đứng đầu là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tư lệnh lực lượng vũ trang Valery Gerasimov. Theo Telegraph, trong kịch bản lý tưởng, ông Prigozhin hy vọng Wagner sẽ cắt hoàn toàn sự can dự của lực lượng Nga và tấn công Bakhmut trong vòng vài ngày. Từ đó thể hiện rằng Wagner là nguồn sức mạnh không thể thiếu để Nga giành thắng lợi ở Ukraine. Tuy nhiên, dường như lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê không thể biến kịch bản đó thành hiện thực vì ông ấy không có nhân lực, đạn dược và hiện đang hứng chịu tổn thất rất lớn. Ông Prigozhin đang đổ lỗi quân đội chính quy làm chậm tiến độ do không hỗ trợ kịp thời cho Wagner. Kết quả là đấu đá nội bộ đã nổ ra khi các phe phái tranh quyền lực ở Bakhmut và sự ủng hộ từ Tổng thống Putin. Màn đấu đá trên gây thiệt hại lớn cho lực lượng Nga do họ có thể bị sao nhãng và không thể tác chiến hiệu quả. Ở khu vực Kupiansk, phát ngôn viên nhóm tác chiến của Nga cho biết là lực lượng nước này đã phá hủy một xe tăng và một bệ phóng tên lửa Grad của Ukraine bằng đạn pháo thông minh Krasnopol. Khí tài này được cho là có khả năng tấn công bách phát bách trúng, TASS hôm 21 tháng 4 cho biết. Cụ thể, phát ngôn viên cho biết tại khu định cư Pechanoyam thuộc vùng Kupiansk, một xe tăng và một hệ thống tên lửa phóng loạt Grad của Ukraine đã bị phá hủy bằng đạn tấn công chính xác Krasnopol. Ngoài ra, hệ thống súng phun lửa hạng nặng Chernyshevyok của Nga cũng đã tiêu diệt 15 chiến binh Ukraine ở gần các khu định cư Stenmakhovka, Atyomovka và Novoshiolovskoye. Ông nói thêm, trong khi đó, tại các khu định cư Klomichika, Ilyenka và Yerogovka, hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2 đã bắn hạ hai máy bay không người lái Furia và một UAV-F của Kiev. Theo TASS, Krasnopol là một loại đạn pháo dẫn đường chính xác, bao gồm đạn được điều chỉnh hỏa lực 152 ly, có khả năng phát nổ rất cao. Ngoài ra còn có một thiết bị xác định mục tiêu bằng laser. Đạn 152 ly có thể được sử dụng trong các loại hệ thống pháo binh, bao gồm hệ thống pháo tự hành Master S, Master SM và Qualitria SV.
đầu đạn nặng 8 kg có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 20 km. Theo TASS, Krasnopol thậm chí có thể vô hiệu hóa 3 mục tiêu một lúc. Phiên bản Krasnopol M2 mới nhất sử dụng đạn 155 ly có tầm bắn xa hơn ở mức 26 km. Nó cũng được cải thiện độ chính xác khi tấn công các mục tiêu cỡ nhỏ. Ngoài ra, đạn pháo cũng được nâng cấp để tăng cường hỏa lực và khả năng tấn công mục tiêu vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, ngay cả trong điều kiện gió mạnh và mây mù dày đặc. Quân đội Nga từng sử dụng đạn dẫn đường chính xác Krasnopol trong chiến dịch quân sự ở Syria. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Anh mới đây cho biết là chiến trường lầy lội đang ảnh hưởng lớn đến nỗ lực tiến công của cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên thì Moscow lại đang phóng đại sự việc, như thể chỉ Kiev gặp rắc rối lớn với bùn lầy. Bộ Quốc phòng Anh cho biết tình trạng nền đất yếu, bùn lầy xuất hiện ở khắp Ukraine, tình trạng chiến trường lầy lội có thể làm chậm hoạt động của cả hai bên. London bình luận, các trang web trực tuyến của Nga có khả năng đang phóng đại ảnh hưởng của tình trạng bùn lầy đối với lực lượng Ukraine như một phần trong cuộc chiến thông tin. Mục tiêu là nâng cao tinh thần của người Nga và làm suy yếu niềm tin và khả năng chiến thắng của Ukraine, đặc biệt là trước khả năng Kiev sẽ đại phản công. Bộ Ngoại giao Anh tiếp tục cho rằng bùn có thể là một vấn đề tác động đến khả năng hoạt động của quân đội Nga-Ukraine trên chiến trường. Tuy nhiên, các mối đe dọa từ bom mìn mới là điều đáng quan ngại hơn. Cũng theo Sky News, Bộ Ngoại giao Nga mới đây tuyên bố những hành động và lời lẽ đầy khiêu khích gần đây của Ukraine càng cho thấy là Moscow phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga sẽ duy trì mục tiêu cho đến khi hoàn thành phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa nước láng giềng, cũng như xóa bỏ các mối đe dọa đối với an ninh Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua tái khẳng định rằng ngăn cản Ukraine gia nhập NATO vẫn là một trong những mục tiêu hàng đầu của chiến dịch quân sự của Nga. Ở diễn biến khác, trang Business Insider đưa tin, nội dung tuyển dụng quân sự của Nga gần đây nêu thông điệp kêu gọi nam giới nước này hãy trở thành đàn ông đích thực bằng cách tham chiến ở Ukraine với tư cách là lính hợp đồng. Thông tin trên được đưa ra giữa lúc có nhiều ước tính cho thấy có tới 60.000 binh sĩ của Moscow đã thiệt mạng ở Ukraine. Video kêu gọi tuyển dụng quân sự của Nga quay cảnh 3 người đàn ông mặc quân phục đứng giữa làn khói. Họ mặc trang phục có hình chữ Z là biểu tượng chiến thắng của Nga. Thông tin tuyển dụng có nội dung cho thấy những người đăng ký sẽ chiến đấu ở Ukraine theo hợp đồng và nhận lương hàng tháng là 204.000 rúp, tương đương 2.500 đô la. Business Insider dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết, quy mô lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các binh sĩ hợp đồng. Nhiều người trong số họ là quân dự bị đã ký hợp đồng trong 3 năm. Viện Nghiên cứu cho biết có khoảng 2 triệu cựu binh lính nghĩa vụ và quân nhân hợp đồng đang phục vụ trong quân đội Nga. Truyền thông địa phương đưa tin hồi tháng 3, Moscow đã nêu dự định tuyển dụng thêm 400.000 quân nhân chuyên nghiệp bắt đầu từ tháng 4. Tuy nhiên, sau phản ứng dữ dội từ người dân Nga, giới lãnh đạo cấp cao của Điện Kremlin đã cam kết sẽ không tiến hành đợt huy động quân thứ hai. Điện Kremlin cũng đã cố gắng củng cố quân số của mình ở Ukraine bằng cách tuyển dụng lực lượng lính đánh thuê từ tập đoàn Wagner. Thưa quý vị, hôm 21 tháng 4 tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo quốc phòng của khoảng 50 quốc gia về nỗ lực ủng hộ Ukraine. Theo Politico, ông Austin phải đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực giữ vững lòng tin của các đồng minh và đối tác sau vụ tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Ông Austin đến châu Âu sau vụ rò rỉ tài liệu tuyệt mật làm rung chuyển Lầu Năm Góc. Nhiều tài liệu là bản in do Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ soạn để thông báo cho các lãnh đạo cấp cao về tình hình ở Ukraine. Một số bao gồm thông tin chi tiết về kế hoạch gửi vũ khí đến Kiev của phương Tây. Những trang khác chứa thông tin nhạy cảm về việc Mỹ theo dõi các đối tác của mình. Politico cho biết trong cuộc họp hôm 21 tháng 4, ông Austin cần thể hiện được rằng Mỹ luôn tin tưởng và cam kết ủng hộ với Ukraine. Sau khi tài liệu rò rỉ cho thấy những đánh giá bi quan của Washington về khả năng Kiev giành chiến thắng trước Moscow, Mỹ cũng lo ngại việc vũ khí của Ukraine ngày càng cạn kiệt. Bên cạnh đó còn có những đánh giá khiến các quan chức Ukraine tức giận. Theo Politico, một thách thức khác đối với ông Austin là đảm bảo với các đồng minh rằng Lầu Năm Góc đang nỗ lực nhiều hơn trong việc bảo vệ các tài liệu mật, nhất là thông tin liên quan đến đối tác nước ngoài. Sky News hôm 21 tháng 4 cho biết, trong cuộc họp ở căn cứ không quân Ramstein, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói với các phóng viên rằng Washington sẽ hỗ trợ Ukraine cho đến chừng nào còn có thể. Ông cũng thừa nhận rằng các quốc gia khác đã theo sát vụ tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ. Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Austin nhấn mạnh, tôi rất để tâm và xem xét kỹ lưỡng vụ rò rỉ. Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ và tôn trọng các đồng minh và đối tác thân thiết của chúng tôi. Vị bộ trưởng nói thêm rằng ông đã trao đổi với các đồng minh và đối tác về vấn đề này.
Tôi thực sự trân trọng sự đoàn kết của những bạn bè quốc tế. Các nước đã cam kết gạt bỏ mọi nỗ lực chia rẽ quan hệ chúng ta. Mỹ chắc chắn sẽ không để bất cứ điều gì làm rạn nứt tình đoàn kết giữa Washington và các đối tác, đồng minh. Được biết, cuộc gặp giữa ông Austin và lãnh đạo quốc phòng của 50 quốc gia diễn ra khi các đồng minh NATO ủng hộ khả năng Ukraine sẽ trở thành thành viên của Liên minh quân sự phương Tây. Cụ thể, trong chuyến thăm Kiev, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, sau khi cuộc chiến với Nga kết thúc, Ukraine cần được trang bị khả năng răn đe để ngăn chặn các cuộc tấn công mới. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm vũ khí để đảm bảo hòa bình sẽ trở lại với Ukraine và toàn bộ châu Âu. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các quốc gia thành viên NATO và đối tác sẽ thảo luận về việc cung cấp nhiều loại máy bay khác nhau cho Ukraine trong cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng ở căn cứ không quân Rammstein, Đức. TASS đưa tin hôm 21 tháng 4, ông Stoltenberg nói rằng, liên quan đến máy bay phản lực, vâng, các đồng minh Ba Lan, Slovakia đã cấp cho Ukraine máy bay MiG-29. Chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về nỗ lực trên trong cuộc họp ở Rammstein. Ông cũng chỉ ra rằng bên cạnh việc thảo luận về loại vũ khí mà các nước có thể cấp cho Ukraine, NATO và các đồng minh cũng cần đảm bảo rằng những vũ khí đó phải đảm bảo chất lượng và có thể sử dụng được. Vị lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng theo quan điểm của NATO, sự thù địch ở Ukraine đã thúc đẩy chiến sự thành một cuộc chiến tiêu hao, các bên đang đọ sức về khả năng hậu cần. Do đó, ông Stoltenberg khẳng định công tác hậu cần là vô cùng quan trọng. NATO cần đảm bảo có thể cấp cho Ukraine những phụ tùng thay thế và bảo trì cho nhiều loại vũ khí khác nhau đã chuyển giao cho Kiev. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương ngày 21 tháng 4 phát biểu Trung Quốc không bao giờ đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời Bắc Kinh nhấn mạnh là luôn ủng hộ giải quyết các tranh chấp quốc tế thông qua đối thoại và ngoại giao. Phát biểu ở Thượng Hải, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương khẳng định, khi thế giới đối mặt với khủng hoảng Ukraine kéo dài, Trung Quốc không đổ thêm dầu vào lửa và không lợi dụng tình hình. Thay vào đó, chúng tôi tôn trọng các nguyên tắc công bằng, kêu gọi đàm phán và đối thoại, thúc giục giảm căng thẳng và xoa dịu tình hình. Theo Reuters, Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến hòa bình gồm 12 điểm để hướng tới khép lại xung đột Ukraine, nhưng Bắc Kinh cũng đồng thời tăng cường quan hệ với Moscow. Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng họ cân nhắc gửi vũ khí sát thương cho Nga. Mặt khác, Bắc Kinh bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Nga trong ngành năng lượng và đang tăng cường nhập khẩu than, khí đốt và dầu mỏ từ xứ sở Bạch Dương. Chuyển sang tin tức liên quan đến tình hình khu vực châu Á. Trong một cuộc phỏng vấn truyền thông gần đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bày tỏ phản đối sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan. Tuy nhiên, một quan chức Trung Quốc coi những bình luận đó là sự can thiệp. Theo Yonhap, ngày 20 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ hành động này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Trung Quốc sẽ không cho phép người khác can thiệp bằng lời nói. Ông cũng kêu gọi Seoul tuân thủ chính sách một Trung Quốc theo tinh thần thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Vị quan chức nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề Đài Loan là công việc nội bộ của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố những bình luận của ông Uông Văn Bân là không thể diễn tả được và được coi là một hành động bất lịch sự ngoại giao nghiêm trọng, Yoon Hap cho hay. Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Hàn Quốc cho biết căng thẳng về Đài Loan đã gia tăng những nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực và ông đứng về phía cộng đồng quốc tế phản đối sự thay đổi đó. Theo nhà lãnh đạo, vấn đề Đài Loan giống như vấn đề Triều Tiên và là vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ tuyên bố trên, khẳng định Đài Loan không phải là một quốc gia có chủ quyền như Triều Tiên. Ngoại trưởng Triều Tiên ngày 21 tháng 4 ra tuyên bố phản ứng việc nhóm G7 lên án các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Theo bà Choi Soon-hui, vị thế cường quốc hạt nhân toàn cầu của Triều Tiên là vĩnh viễn và không thể đảo ngược, hãng thông tấn KCNA cho hay. KCNA trích tuyên bố của Ngoại trưởng Choi Soon-hui cho rằng G7 không có quyền hay tư cách để bàn về việc thực hiện chủ quyền và vị thế quốc gia của Triều Tiên. Vị thế cường quốc hạt nhân toàn cầu của Triều Tiên là vĩnh viễn và không thể đảo ngược, dù cho Mỹ và phương Tây có nói gì đi nữa. Theo ý kiến của bà, thật lỗi thời khi nghĩ rằng chỉ có Washington được nắm quyền và khả năng tấn công hạt nhân. Nhà ngoại giao hàng đầu Triều Tiên nhấn mạnh bản chất của việc nước này tiếp cận vũ khí hạt nhân là để tự vệ trước mối đe dọa của Mỹ, chứ không phải để được nước khác công nhận. Chúng tôi không quan tâm đến những hành động của G7, nhưng nếu họ thể hiện bất kỳ nỗ lực nhằm xâm phạm chủ quyền và lợi ích cơ bản của Triều Tiên, điều đó sẽ bị ngăn chặn. Ngoại trưởng Triều Tiên tiếp tục. Sau cuộc họp vào ngày 18 tháng 4, Ngoại trưởng các nước nhóm G7 đã thông qua tuyên bố chung lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn quốc gia Đông Bắc Á. Các nước cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ không bao giờ có được vị thế của một nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân.
Bình Nhưỡng đã tiến hành 12 vụ phóng tên lửa trong năm nay, trong đó có vụ phóng thử đầu tiên tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn Hoa Sơn 18. Quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ-Philippines trở nên nồng ấm hơn kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, khi ông đảo ngược lập trường chống Mỹ của người tiền nhiệm. Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp người đồng cấp Philippines tại Nhà Trắng vào ngày 1 tháng 5 tới, mục tiêu nhằm thảo luận về hợp tác kinh tế và xoay quanh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các cuộc đàm phán song phương trong tháng 5 sẽ là cuộc gặp mới nhất trong loạt các cuộc gặp cấp cao mà Philippines tiến hành với các nhà lãnh đạo của Mỹ, Trung Quốc. Washington và Bắc Kinh đều đang tranh giành lợi thế chiến lược trong khu vực, theo Reuters. Người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre thông báo hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và quốc phòng. Trong chuyến thăm, Tổng thống Biden sẽ tái khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ đối với việc bảo vệ Philippines. Các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về các nỗ lực củng cố liên minh lâu đời giữa Mỹ và Philippines, tuyên bố cho biết. Theo Manila, ông Marcos sẽ tới Washington từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 để gặp người đồng cấp Mỹ và các quan chức nội các chủ chốt. Đây là chuyến thăm tới Mỹ lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một năm của nhà lãnh đạo Philippines. Ông Marcos sẽ tìm kiếm quan hệ đối tác chặt chẽ hơn trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi kỹ thuật số, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai, chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng, Manila cho biết thêm. Hơn 17.000 binh sĩ Philippines và Mỹ hiện đang tiến hành cuộc tập trận quân sự chung lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, động thái đã khiến Trung Quốc nóng mặt. Cuối tuần này, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương sẽ gặp người đồng cấp Philippines và Tổng thống Marcos chỉ vài tuần sau khi Manila cho phép Washington tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ Úc vừa xác nhận sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng 7, vài ngày sau khi Thủ tướng New Zealand cho biết sẽ tham gia sự kiện quan trọng được NATO tổ chức tại Liban. Theo Reuters, Úc và New Zealand không phải là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, nhưng hai quốc gia này có mối quan hệ hàng thập kỷ với Liên minh phương Tây. Vào năm trước, cả hai quốc gia đều tham dự hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Madrid với tư cách là các quốc gia khách mời. Trong tuyên bố ngày 21 tháng 4, Văn phòng Chính phủ Úc cho biết quốc gia này chia sẻ với các thành viên NATO những giá trị như là dân chủ, hòa bình và an ninh dựa trên luật pháp quốc tế. Sự tham dự của Thủ tướng Anthony Albanese là cơ hội quan trọng để Úc thể hiện cam kết đối với những quy tắc mang tính toàn cầu. Bên cạnh đó, Úc cũng cần sự ủng hộ của các quốc gia NATO đối với những chương trình nghị sự nhằm phát triển thương mại và kinh tế. Được biết, Úc là một trong những quốc gia không thuộc NATO nhưng hỗ trợ nhiều nhất cho Ukraine. Ngoài việc viện trợ và cung cấp thiết bị quốc phòng cho Kiev, Úc còn thực hiện các lệnh trừng phạt bằng cách ngưng xuất khẩu alumin và quặng nhôm sang Nga. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho biết là chỉ số giá thành sản xuất PPI tháng 3 có mức tăng chậm nhất trong vòng 25 tháng, chủ yếu bởi giá sụt giảm trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng. Reuters hôm 21 tháng 4 cho hay so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá thành sản xuất PPI tháng 3 của Hàn Quốc tăng 3,3%, chậm nhất từ tháng 2 năm 2021. Theo Reuters, giá nông sản giảm 4,6%, trong khi giá sản phẩm than đá và xăng giảm 1,3%, khiến cho chỉ số PPI tháng 3 tăng chậm. Tính theo từng tháng, so với tháng 2 năm nay, chỉ số PPI tháng 3 tăng 0,1%, duy trì hướng tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Trước đó, chỉ số PPI tháng 2 và tháng 1 lần lượt cao hơn 0,2 và 0,4% so với tháng trước. Được biết, chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc đã hạ nhiệt sau khi tăng vọt trong năm 2022. Vào tháng 2 năm nay, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc quyết định không nâng lãi suất sau một năm liên tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. Cơ quan này cũng cho biết sẽ không vội điều chỉnh lãi suất nếu lạm phát được kiềm chế theo đúng mục tiêu. Trong khi đó, thì thông tin được Nhật Bản công bố cho thấy là tốc độ suy yếu đối với hoạt động sản xuất tại quốc gia này đã chậm lại khi doanh số bán hàng giảm nhẹ và hoạt động ngành dịch vụ duy trì sự ổn định. Reuters ngày 21 tháng 4 cho hay chỉ số quản lý sức mua tháng 4 của Nhật Bản tăng lên mức 49,5 từ mức 49,2 của tháng trước. Chỉ số này vẫn dưới mức 50, cho thấy hoạt động sản xuất vẫn đang bị thu hẹp, chỉ ra những khó khăn dai dẳng của các công ty Nhật Bản mặc dù giai đoạn khắc nghiệt nhất dường như đã qua. Vào lúc này, các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản vẫn tỏ ra bi quan khi sự bất ổn đối với hệ thống ngân hàng phương Tây có thể làm tăng trưởng toàn cầu chậm lại. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi hoạt động ngành dịch vụ mở rộng tháng thứ 8 liên tiếp, được hỗ trợ bởi số đơn đặt hàng mới và tín hiệu tích cực từ lĩnh vực xuất khẩu. Cụ thể, chỉ số PMI tháng 4 của ngành dịch vụ ở mức 54,9, không thay đổi nhiều so với mức 55 của tháng 3 và đạt mức cao thứ 2 từ tháng 10 năm 2013. Bên cạnh đó, chỉ số PMI tổng hợp tháng 4, bao gồm lĩnh vực sản xuất và dịch vụ cũng duy trì trên mức 50 qua 4 tháng liên tiếp.
NHK ghi nhận hôm 20 tháng 4, nhiều khu vực ở Nhật Bản đã cảm nhận được mùa hè sớm hơn so với mọi năm khi nhiệt độ tăng lên mức 30 độ C hoặc thậm chí là cao hơn tại một số khu vực trải dài từ phía Bắc Nhật Bản cho đến vùng Tohoku. Thời tiết nóng nhất trong năm nay đã xảy ra trên khắp khu vực rộng lớn của Nhật Bản. Mức nhiệt vào ban ngày tăng lên đến 30 độ C hoặc cao hơn ở một số khu vực. Nhiệt độ tại thành phố Yamaga thuộc tỉnh Kumamoto ở mức 30,9 độ C, trong khi mức nhiệt cao được ghi nhận vào tháng 4 ở mức 30,6 độ C tại thành phố Hita thuộc tỉnh Ōita. Mức nhiệt 30,3 độ C ghi nhận ở thành phố Wadayama thuộc tỉnh Hyogo. Ở một vài nơi khác, nhiệt độ ở tại thành phố Kyoto đạt mức 29 độ C, trong khi ở thành phố Tokyo ở mức 26 độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất từ đầu năm đến nay. Đáng nói là thông thường mọi năm, mức nhiệt quanh ngưỡng 30 độ C chỉ xảy ra từ giữa tháng 6 hoặc cuối tháng 7. NHK cho biết hôm 21 tháng 4 vẫn là một ngày nắng nóng trải dài dọc bờ biển Thái Bình Dương. Người dân được cảnh báo cần cẩn thận, tránh bị say nắng. Bangladesh buộc phải cắt nguồn cung điện cho hàng triệu người do đợt nắng nóng kéo dài làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện. Tình trạng trên khiến nước này thiếu hụt nguồn cung điện trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Reuters đưa tin hôm 21 tháng 4. Giới chức cho biết do thời tiết nắng nóng, nông dân đã tăng cường sử dụng máy bơm để tưới tiêu, cùng với đó lượng điện năng tiêu thụ cho các hoạt động thương mại cũng gia tăng. Muna Khan, một cư dân ở thị trấn Asulia thuộc ngoại ô thủ đô Dhaka cho biết, tối về chúng tôi không thể ngủ được nếu không có điện. Điều đó còn tồi tệ hơn nữa trong tháng Ramadan do mọi người phải nhịn ăn cả ngày. Dữ liệu từ chính phủ cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn điện đã trở nên trầm trọng hơn vào buổi đêm. Thành phố cảng Chittagong, nơi có nhiều trung tâm sản xuất dệt may, dược phẩm và đây là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tình trạng cắt điện có thể đẩy giá thành sản phẩm của ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu của Bangladesh lên cao. Sahidullah Ajim, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất và Xuất khẩu Hàng may mặc chia sẻ, chúng tôi cần nhiều dầu diesel hơn để chạy máy phát điện và tiếp tục sản xuất. Tình hình trên buộc chúng tôi phải tăng giá thành sản phẩm, nhưng có lẽ người mua sẽ không chấp nhận chi trả thêm. Tổng thống Costa Rica vừa ban hành các biện pháp an ninh cứng rắn hơn để chống lại tình trạng tội phạm gia tăng ở quốc gia Trung Mỹ này. Tổng thống Rodrigo Chavez hôm 19 tháng 4 công bố một loạt biện pháp an ninh nhằm đối phó với tỷ lệ tội phạm gia tăng ở Costa Rica. Năm 2022, số vụ án mạng đạt mức cao kỷ lục ở nước này và tình hình có vẻ còn tệ hơn trong năm nay. Costa Rica kết thúc năm 2022 với tỷ lệ trung bình có 12,6 vụ án mạng trên mỗi 100.000 cư dân, theo cơ quan nghiên cứu tư pháp OIG. Cơ quan này tính toán rằng án mạng đã tăng 41% trong 100 ngày đầu tiên của năm 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này tương đương với một vụ án mạng sau mỗi 10 giờ ở đất nước có dân số khoảng 5,2 triệu người. Tổng thống Chavez cho biết các biện pháp mới bao gồm triển khai nhiều cảnh sát hơn, siết chặt luật đối với các bị cáo vị thành niên, cũng như quy định chặt chẽ hơn về buôn bán vũ khí. Kế hoạch an ninh mới sẽ cần được Quốc hội do phe đối lập kiểm soát phê chuẩn. Tỷ lệ phạm tội gia tăng đã gây đau đầu cho nhà chức trách của Costa Rica, đất nước từng được đề cao vì môi trường tương đối yên bình, thu hút du khách quốc tế và những người hưu trí đến dưỡng già. Ông Daniel Calderon, người đứng đầu cơ quan cảnh sát và kiểm soát biên giới của Costa Rica cho biết, gần 2/3 vụ án mạng là do tranh chấp giữa các băng nhóm tội phạm. Giới chức chính phủ nhận định tình hình an ninh xấu đi trong vài thập kỷ qua bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, bao gồm sự lộng hành của các băng nhóm buôn bán chất cấm xuyên biên giới. Ngoài ra, nguồn lực cảnh sát hạn chế, ngành tư pháp hoạt động kém hiệu quả của Costa Rica cũng góp phần khiến tình hình trầm trọng hơn. Cơ quan quản lý kinh doanh của Costa Rica vào tuần trước đã kêu gọi ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và tiến hành chấn áp tội phạm vì lo ngại tình hình an ninh tệ hại sẽ ảnh hưởng tới đầu tư nước ngoài và du lịch. Tổng thống Chavez nắm quyền gần một năm với tỷ lệ tín nhiệm ổn định. Tuy vậy, theo Reuters, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân cực kỳ lo ngại về tình trạng an ninh của Costa Rica, quốc gia đã bãi bỏ quân đội vào năm 1948. Ở châu Âu, báo chí Anh chiều 21 tháng 4 đưa tin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Anh Dominic Raab đã từ chức vào cùng ngày sau khi ông bị điều tra về hành vi bắt nạt ở văn phòng chính phủ. Trong bức thư gửi Thủ tướng Rishi Sunak được đăng trên Twitter, ông Raab cho biết, cuộc điều tra đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, nhưng dù sao, ông sẽ vẫn ủng hộ chính phủ. Ông Raab nói, tôi đã kêu gọi điều tra và cam kết từ chức nếu có kết luận về bất kỳ hành vi bắt nạt nào. Tôi tin rằng điều quan trọng là phải giữ lời hứa của mình. Tháng 11 năm ngoái, Phó Thủ tướng Anh đã yêu cầu tiến hành điều tra đối với hai khiếu nại chính thức về hành vi bắt nạt cấp dưới của ông. Một tháng sau, cuộc điều tra mở rộng thêm 5 khiếu nại chính thức. Các khiếu nại liên quan đến thời gian ông Raab giữ chức Ngoại trưởng và Bộ trưởng Tư pháp nhiệm kỳ đầu tiên từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 9 năm 2022.
Vừa qua, ông Trump viết trong tuyên bố rời nhiệm sở rằng cuộc điều tra này tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Nó có thể sẽ khuyến khích những lời phàn nàn giả mạo chống lại các bộ trưởng và có tác động nghiêm trọng đối với những người thúc đẩy sự thay đổi của chính phủ Anh, do đó cũng ảnh hưởng tới người dân Anh. Lá đơn của ông Trump đánh dấu bộ trưởng thứ ba trong nội các của Thủ tướng Sunak phải từ chức vì hành vi cá nhân, kể từ khi ông Sunak bước vào phố Downing vào tháng 10 năm ngoái, với lời hứa duy trì một chính phủ liêm chính. Vào hôm 21 tháng 4, các công nhân đường sắt tiếp tục đình công trên khắp nước Đức khiến các dịch vụ của công ty vận tải đường sắt Deutsche Bahn đình trệ trên quy mô lớn. Cuộc tuần hành do công đoàn EVG tổ chức kéo dài 8 giờ bất chấp hệ thống đường sắt bị gián đoạn nghiêm trọng. Deutsche Bahn cho biết các chuyến tàu đường dài đã bị hủy và chỉ có một vài chuyến còn hoạt động. Theo Reuters, công đoàn EVG đã đại diện đàm phán với Deutsche Bahn yêu cầu tăng lương thêm 12% hoặc ít nhất là thêm 650 euro vào tiền lương mỗi tháng cho 230.000 người lao động. Tuy nhiên, phía Deutsche Bahn chỉ đề xuất mức 5% và chỉ trả thêm cho người lao động 2.500 trong một lần duy nhất. Kể từ năm ngoái, Đức đã đối mặt với làn sóng đình công nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua. Khi chiến sự ở Ukraine đẩy giá năng lượng và thực phẩm tăng cao, các công đoàn đã tạo áp lực để các doanh nghiệp tăng lương, tương ứng với tình trạng tăng vọt chi phí sinh hoạt. Lĩnh vực hàng không cũng đã đối mặt với nhiều khó khăn do đợt đình công sau thời gian vật lộn với đại dịch COVID-19. Các hoạt động phản đối của EVG hôm 21 tháng 4 diễn ra đồng loạt với đợt đình công tại 4 sân bay Đức, bao gồm Düsseldorf, Hamburg, Cologne, Bonn và Stuttgart, do công đoàn Verdi tổ chức. Khoảng 700 chuyến bay đã bị hủy bỏ. Tại Chile, Tổng thống nước này hôm 20 tháng 4 cho biết là sẽ quốc hữu hóa ngành công nghiệp lithium để thúc đẩy kinh tế và bảo vệ môi trường. Chile vốn là nhà sản xuất lithium lớn thứ hai thế giới. Đây là kim loại thiết yếu trong pin xe điện. Reuters hôm 21 tháng 4 cho biết đây là động thái bất ngờ từ quốc gia có trữ lượng lithium lớn nhất thế giới. Sau quyết định trên, quyền kiểm soát các hoạt động tại những mỏ lithium dồi dào của Chile sẽ được chuyển từ những gã khổng lồ công nghiệp SQM và Albemarle sang một công ty nhà nước riêng biệt. Trong bài phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, ông Boric nói đây là một cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn. Các hợp đồng thương mại đối với lithium trong tương lai sẽ được phát hành dưới dạng hợp tác công tư, nhưng dưới sự kiểm soát của nhà nước. Ông cho biết thêm, chính quyền sẽ gửi đề xuất luật tới Quốc hội về việc thành lập công ty lithium nhà nước, thúc đẩy tìm kiếm các đối tác. Đây là nỗ lực bổ sung để Chile không chỉ khai thác nguyên liệu thô mà còn chuyển đổi chúng thành các sản phẩm mới có giá trị công nghệ cao. Vị lãnh đạo cũng lưu ý nhà nước sẽ thỏa thuận với các bên hiện có quyền khai thác lithium, các công ty SQM và Albemarle chưa đưa ra bình luận liên quan đến vụ việc trên. Thưa quý vị, một cụ ông 88 tuổi người Hà Lan đang hy vọng có thể lập kỷ lục Guinness, chính thức trở thành người chơi lướt ván buồm lớn tuổi nhất thế giới. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn say mê với trận chiến với sóng và gió, đồng thời truyền niềm yêu thích môn thể thao này cho người trẻ. Cụ ông Piotr Dudek đã chơi lướt ván được 40 năm, chia sẻ với Reuters. Thách thức đối với bộ môn này là vật lộn với gió, nước cùng một tấm ván lắc lư. Tuy nhiên, nếu có thể nhuần nhuyễn kiểm soát tất cả yếu tố đó, chúng ta sẽ có trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Cụ ông say mê chia sẻ thêm, ưu điểm lớn nhất của bộ môn lướt ván buồm là toàn bộ cơ thể chúng ta buộc phải hoạt động, mọi nhóm cơ đều được kích hoạt. Để chơi tốt bộ môn này, chúng ta cần có nhiều sức mạnh bên cạnh kỹ thuật tốt. Ông Judek cho biết, vì tuổi đã cao nên ông hạn chế lướt ở khu vực gió mạnh. Cụ ông cũng tỏ ra ngạc nhiên lẫn hào hứng với gợi ý ông có thể là người chơi lướt sóng lớn tuổi nhất thế giới. Tôi không nhận ra mình là người lớn tuổi nhất, nhưng cũng khá ngạc nhiên vì chưa thấy ai tuổi này có thể vi vu trên sóng và gió như thế này. Điều đó khiến một số người quen của tôi và bản thân tôi nghĩ đến ý tưởng lập kỷ lục Guinness, ông Dudek chia sẻ. Vào tuần tới, ông Dudek sẽ bước sang tuổi 89. Ông cho biết ông cần tập lướt ván ít nhất 2 lần vào mùa xuân này để có thể đạt được mục tiêu phá kỷ lục do một cụ ông 86 tuổi đang nắm giữ và chính thức được công nhận là người lướt ván cao tuổi nhất thế giới. Hiện ông Dudek vẫn đang chia sẻ niềm đam mê của mình với nhiều người trẻ, bao gồm trẻ em. Thưa quý vị, Reuters cho hay khi cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo trở nên quyết liệt, công ty Alphabet đang kết hợp cùng với Google Brain và DeepMind để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI. Theo thông tin được giám đốc điều hành của công ty Alphabet, ông Sundar Pichai đăng tải trên mạng xã hội ngày 20 tháng 4, phòng ban mới sẽ do giám đốc điều hành DeepMind Demis Hassabis lãnh đạo nhằm đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ và có trách nhiệm đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Công ty Alphabet cho biết đội ngũ kết hợp lần này từng cùng nhau thực hiện một số dự án nổi tiếng, bao gồm sản xuất máy biến áp, công nghệ nền tảng góp phần tạo nên thành công cho OpenAI.
Trong tương lai, Alphabet có mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo đa phương thức, tương tự như mẫu GPT-4 của OpenAI, với khả năng phản hồi bằng văn bản kèm theo hình ảnh đầu vào để tạo nội dung mới. Được biết, Google đã thống trị thị trường tìm kiếm trong nhiều thập kỷ, với thị phần hơn 80%, nhưng phố Wall lo ngại Alphabet có thể bị Microsoft bỏ lại phía sau trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo. Vào tháng 2 năm nay, sau khi công ty OpenAI do Microsoft tài trợ ra mắt ChatGPT, công ty Alphabet cũng ra mắt ứng dụng Bard. Tuy nhiên, sự kiện ra mắt không thành công khiến cổ phiếu Alphabet lao dốc và vốn hóa công ty mất 100 tỷ đô la sau đó. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng ngắm nhìn thảm hoa rực rỡ, đan xen các loài hoa màu vàng và cam vô cùng bắt mắt, trải dài trên các sườn đồi ở California, Mỹ. Video do Reuters đăng tải hôm 21 tháng 4 cho thấy du khách gần xa đã dành thời gian đến tận hưởng mùa hoa nở rộ bạt ngàn và chụp ảnh với loài cây cam túc mỏng manh ở thung lũng Antelope. Kevin Overduin, kiểm lâm viên của công viên bang California cho biết, dù không nở rộ bằng mọi năm, nhưng mùa hoa năm nay rất khác biệt vì có nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc. Nhờ lượng mưa lớn năm nay mà chúng ta có thể chiêm ngưỡng đa dạng loài hoa. Những cánh hoa mỏng manh và yêu kiều ở đây đem đến vẻ thanh bình, nhưng kỳ thực, bản thân chúng đã phải cố gắng thích nghi với môi trường khá khắc nghiệt. Reuters cho biết sự kết hợp giữa các yếu tố thời tiết và lượng mưa ở California đã trở thành yếu tố xúc tác để các loài hoa cùng nhau khoe sắc, đem đến cho mọi người khung cảnh mãn nhãn như thế này. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.